Còn tôi này, khi mà gió ngừng thì còn tôi sẽ giảm xuống, mình gió mạnh còn tôi sẽ chạy lên. Và bây giờ mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy đo tốc độ gió nha. Và chiếc máy này có mã là GM816 nha các bạn. Và mình cùng xem chiếc máy nó sẽ như thế nào nha. Thì chiếc máy sẽ gồm có một cuốn sách mình sử dụng này, một pin. Pin này thì nó là thuộc cái dòng mà pin trong các đồng hồ đeo tay của các bạn á. Và cái quan trọng là chiếc máy. Bây giờ bỏ pin vô thì mình sẽ cạy chiếc vỏ này ra nha. Và sau này nó sẽ có một cái chỗ để mình xoay này. Đó, thì mình xoay và mình cạy nó lên thôi. Rồi, và sau khi bỏ bên xong mình sẽ gắn nắp lại nha. Rồi, và đây, để khởi động máy thì mình sẽ ấn vào nút móc nha. Đó, màn hình thể hiện lên nè. Và đây sẽ là cái nút để mình chỉnh nha. Mình chỉnh theo cái đơn vị đo này. Mình đang để là mét trên giây, hoặc là các bạn muốn để là km trên giờ hay là gì đó thì nó sẽ chọn bằng nút shift nha. Và mình khi mà có gió thì nó sẽ có một cái dãy cái vòng tua nha, sẽ chạy ở phía trên này nha. Nó sẽ có tới 12 vòng tua nha. Đây mình sẽ thử nha. Mình thấy không, vòng tua này khi mà gió ngừng thì vòng tua sẽ giảm xuống, mình gió mạnh vòng tua sẽ chạy lên.